cà nó ngấm được chưa? Nó muội à? Muội chứ, ô không phải online mà cà điểm đâu à. Ngấm rất muội à? Sắp, hứa cưng của mẹ con. Ngấm rất muội hả? Cà ní ngấm rất muội hả? Cà ní nó làm lắm. Ôi trời, làm rắn mà hồi. Cà ní dở rồi, cà ní nó có phải online. Bị quen mọi người có một cách làm riêng. Một người là có một khẩu vị riêng. Đơn đơn vậy. Chứ cái này là không phải tay ai cũng làm giống ai hết. Mỗi người là có một cái vị riêng. Chứ không phải ai giống ai. Lại cho cái vụ bên mỹ cấp. Để cho cái vụ bên mỹ có nhạc thôi. Tư à nè, tư à. Khoan. Một hù. Một cái hai. Con bị hù đi mày. Mười hù là mười cặp nhau cho có một. Bỏ xuống cho mười cái cặp đi. Đứng sắp cầm cho tê, sắp quá cầm cái máy cho chi nữa. Dạ đâu. Bầm chạy ta lè bên được thịt. Khách ơi, khách, khách ủng hộ cho chúng tôi rất là nghèo. Chúng tôi rất là nghèo. Chá mới nghèo. Cái này cái nghèo. Để lớp cải mỗi lớp cứng lại cải này. Bỏ thêm gia vị vô không thôi là sợ kiểu gia vị. Con quay cho họ coi. Rồi, em phủ một khu. Em cũng bàn toàn một khu. Bỏ tủ lạnh ăn từ từ. Còn một khu tí nữa mình làm để ăn liền mình cắt ra chứ. Đó. Và đây là mỗi khu mình lơm là mỗi khác nhau chứ có là trong lương giống nhau mà có khu to, khu nhỏ. Con lại con lại đi là trộn ăn liền. Vô duyên, mẹ thánh bình sữa giỏi ghê. Giỏi hà. Đó, con đi phá tê tối nữa. Làm một cái mũ đi chân đây bông cả ngày nữa. Khóc. Tối nữa. Tất con bất cải. Đồ thì Phương Thảo đang xem. Yêu nghề quá. Yêu nghề cái chí quá. Làm tất con. Chắc là ngon hay. Lúc xưa có coi phim Hàn Quốc có thấy cái cảnh như đi. Kim chi là khổ, không có cái chi là khổ bằng làm kim chi hết á. Từ công đoàn đi lừa cài. Ế thanh tao chưa có hả? Đỗ Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Phương Thảo. Có chứ, ngày mai ship về. Mai ship chân toàn đang làm tao đem về cho mì. Mì là tao cắt ra cho mà ăn. Nhúng, nhúng mai đang xem. Ôi chàng việc đủ hàng cho khách nâng. Đủ thì hèn được khách cho ngay đi chờ mua 10 cái hũ này. Mà ngay đi là thấy là ngồi tổng cộng lại là tới 15 kỷ là mừng rắn này. Ai thiếu thì chịu. Lỡ mà thiếu thì bỏ đây toàn ăn hộp thì hỏi toàn thôi. Mà con ăn mà. Ai mà hai hộp thì chịu khó ăn hộp thì con lại như người khác. Ăn cho ngon rồi vài bữa làm cái khác. Chụp nó vui hộp vui đô lại sạch sẽ. Thơm, táo đi. Phúc phúc lâu vui. Cái bữa thánh của thượng phải không lấy bụi do tay người làm thơm nữa. Đừng con để cho mẹ làm cho đủ gia vị con mẹ thèm mất chết nên mà muốn gì mà ăn. Rồi con lại để đi nọ sắp ngân lại cho ông một cái kẹo á con được mấy cái hộp sắp kiểu này con tao nhét hộp 10 cái hộp cái này là con đi con hai cái rồi con đừng đi vô cho mẹ dạ đó chưa ra cái keo đen á keo đen mẹ thì cải thảo sushi cho cải thảo một đây nữa. Cải thảo có má. Hey. Cải thảo có. Có một pi mẹ nó này. Cái này là ăn liền này hey. Đó, ăn liền này. Ăn tiền lời này. Bao nhiêu như kia ăn hết kim chi thì đừng có đồ cái những mà huồng hết. Thì được tí là đắt tiền nhất. Khô, cải nữa mầm cải nữa khuyệt của mẹ. Đồ nó uổng lắm rồi, mọi này nhìn thật tiệm cái này đó. Phương đi đang ra. Đi. Sắp cầm cho chị ngưng đấy, cầm tay chị ngưng có. Phương Nhi. Sai. Phương Nhi à, Phương Nhi à, không có Phương Nhi đâu. Là số 1 nhất, Phương Nhi là cho ăn quèo mọ, là cứ chuẩn bị tiền mà trả cho chị. Mẹ. Có mà nhớ ok là hò thêm một người. Phương Nhi nó thường ăn liêng này đó, cái là làm ăn liêng này. Ai thích ăn liêng là bỏ ăn liêng này. Chỉ có được 3.000. Phải vậy. Và mỗi lần mua là có tặng thêm một bì. Đi tới là ăn luôn được cái này này. Đi cái cải đi nơi ngấm kỳ rồi.
ăn muối từ hôm qua kỳ được này. Cho nó cắt thì tay của tôi nghe, lại cho chuyên gia là tính chảy tay. Ui ta đau xương một chi. Ai mà đang cái cùi cái xương cái chi là cái cùi ngắn cái quả cái cùi. Ui da đừng quay, tôi đụng cho hò con bên đây một người một tỷ đi. Không biết đủ đi con ngựa. Mẹ làm cho xong mẹ tắm rửa cho luôn này. Cho ăn thử miếng thôi. Ăn thử rồi, đưa đây mẹ cùng mẹ đi. Giờ mẹ quẹt cho miếng món thử. Sao các thầy cấm tự học ơi? Dương Lê, giỏi quả Thanh ơi. Đưa tự cho mẹ. Họ đã khang như là ngọ con túi đi. Ngọ con túi vừa quay vừa chạm ăn thì quay. Trời ơi, con túi đè thằng có bầu bên Hàn Quốc á. Thằng ăn kim chi thương bông mà rửa chương thế. Tỉnh ra, tỉnh ra. Ăn mới nuôi chứ không. Nước lượng á. Được lượng ấy con. Dạ. Mình xử lý đi. Bày vô đây con, bày vô đây mẹ nọ nè. Chưa răng đây. Trong là... áo thì chỉ còn được nghiêng thôi. Ông nhô mày chưa nhìn tắt em để chả đây rồi. Có ai mà tiếng nữa? Có mặt đọc nữa. Ngân tới coi đi bất trăm ai nó chuyện gì đây cho mũi ngân tay ngân. Nói. Nói hả? Nói. Coi đi bất trăm ai đi từ cái mũ. Mẹ cõi nơi. Phương Nghi. Thải Nguyễn Vắng đang xem. Dương Lê đang xem. Từ chờ tê này vơ tê vơ tê gì buông tê cầm ly đăng thì đăng xem. Đăng thơm thơm ngao mà con thơm mai vô mai vô vừa rẻ vừa ngon đi. Cầm ly. Thơm chịu không nổi luôn. Cái tay chi mua. Chúng tôi sẽ ủng hộ khách hàng. Vào khi nào chúng tôi sẽ tối đại là 10.000. Mẹ ơi. Hai to 10.000. Hơn những ok mẹ ơi. Lại nó thích lại đi. Ừ. Chắc là thơm gì mà thơm gì sờ đi trời. Để mày bỏ con cái bù này trên đây này. Qua đây là mộng duy nhất của chúng tôi. Mộng này rất là ngon. Nên cặp mày hàng sợ là ăn kim chi Thanh Lam sẽ rất là sửng tiền. Chứ không phải như kim chi ở trên siêu thị. Vẫn là kim chi mọi người ăn ở những chỗ khác đâu nha.
Kim chi này gọi là kim chi nha là. Hoa hả đường ngon ghê á. Ủa thiệt không chưa, thiệt đã loại bùng mặn thì đã thấu được á. Thùng hiện ra này, cái mà cái bỏ thùng trưởng cái bỏ nè. Rồi chứ là làm bỏ các cái bụi đi lên là ăn liền luôn. Thậm chí là mặn mà ngon luôn. Ai mà ăn thì ba đứa phải làm thương hiệu kim chi ba thắng thôi. Phải chia điêu cho tất cả các phụ nữ. Mẹ khoan được chứ mẹ để có ăn. Ừ, các con lớn rồi mẹ truyền bị kiếp chứ. Được chia điều cho cả hủ thôi là đến khi là hủ thì nhiều mà hủ thì ít được. Anh ấy nói rằng là bỏ ta ít đi. Nè khách nghe. Ở thế là ở loại 1 nghe. Vậy là chúng tôi khi nào khách mua thì chúng tôi sẽ thưởng 10 đồng. Còn đúng. Mua hai hộp thì sẽ thưởng 10 đồng. Ngon nhất răng luôn. Tại tí em mang tới khách coi này. Thôi thì kỳ coi được đừng để tụi mình đổ mà gớ. Thôi. Sắp đông nhiều ở cái nặng quá. Để mẹ bỏ tụi hôn ta. Để đó mẹ bỏ. Chắc sắp bỏ. Làm xong rồi mẹ chui hộp chui đô thật sẽ cho họ. Bỏ một cái đi ngoài cục lại cho họ. Thôi nó vui lúc chân chí chụp này. Là gì? Bắt bên mũi vố thôi thế này. Ngon sơ chứ. Thực là người nào cũng có không ngó hết. Không có ai là ngó, không ai là dở hết. Quyến bưởng bình đáng xem. Chắc chắn là phải ưu tiên cho hai mù bầu dưới nở một khu này. Gà lên lấy về mà ăn thôi. Không tao với là kim chi đời hai mù bầu thôi. Nè. Ơi ơi như mẹ đi ship con ơi, chứ không phải người ta tìm tới để lấy đâu, mẹ đi ship. Đi ship ra đằng nào? Cái này được kín, sắp sắp dây mẹ có được kín không? Lấy cái nắp dây cho mẹ có được một khuôn kín không? Kì cái thấy không? Trời ơi, thiệt là làm hai đứa cá mình làm cái đâm mẹ được lắm. Rồi, nó mất tay. Ê, cái tay đang mà bỏ mới chỉnh sạc như sao đi. Mẹ. Một kỳ nè. Cái tay mà bọn nó chỉnh sạc dễ sờ luôn. Còn mấy cái hũ mà kim chi mà để nguyên cây nữa là bưng lên cho ngồi chỉnh cho nó ngại nghe. Con thấy cho mẹ nắng nổi không? Nói cho mọi người thông cảm. Kim chi nên là ăn là sửng tiền lắm. Không phải mắc gì rẻ nghe. Cho mình làm là toàn đồ ngon hết. Kim chi nhà làm phải có khẩu vị ní cho con kim chi mà họ làm công nghiệp không bao giờ mà có cái vị ní hết. Nhưng mà chắc chắn dê sắp máu quá thì nổ quá mà mình làm cúp để làm cho xong tay cái con tay em có gì gớ đã như biển biển cái gì biển của mình mà chắc chắn là một kỹ gia trong việc kim hồng nè. Bỏ thêm gia vị đâu không ngon chắc ra cái tay mình trụng gì sờ ngực. Bỏ chung dễ sơ lắm. Chân ra nhìn chân đang hoàng. Chắc chắn là bỏ da dằn luôn. À, hù đi chị, tập cái hù riêng nghe. Đáng lẽ là bỏ lên tóc thôi mọi người, từ bỏ hù mà thân lên. Mà hù xin bỏ luôn nghe. Bỏ bọc thức ăn đoàn hoàng này, chắc phải bỏ bọc trung túng nữa. Nè, tính ăn. Thế? Quay cả đi nè. Rồi mọi người có thích ăn món đi không? Ơi ngon chi đi đó con ôm em lại giùm mẹ về con ôm em giùm mẹ về con. Ông gì đang có chị đó chó anh sao ơi anh sao dư em giùm mẹ một tí mẹ ra cho xong đi kiếm tiền mua thức ăn cho cả con đi. Đang xong rồi đang xong rồi
trong là chủ nhà vẫn có miếng mố để ăn không? Mẹ, rồi chắc là ngày mai phải để lại thịt ăn thế. Chưa đủ. Chắc ngày mai phải để lại hũ ăn thôi, không thiếu người mua thịt đen lắm. Nhưng người ủng hộ. Có cái bi sắp. Dạ. Có cái bi cải thảo ở trong tủ á, lấy ra mày bỏ mà đồ đi, cái đi vô mà bỏ nha, mình ăn có. Hóa tên cái thao bỏ tiếng thì nó phải rồi. Không tỉnh. Cái gì á? Cái gì á? Cái gì á? Cái gì á? Cái thao rồng gốc lấy tới đó đồ mà em gốc nha mày nè. Vậy thì con á? Uống sữa à? Đổ vào đây con, đổ vào đây con. Đổ vào đây. Có cái hộp của mẹ vào đây. Thôi để ở. Có cái hộp bên đây đây. Có cái hộp đấy nó phải đâu, tôi quên đi. Để trên một. Trời ơi, nhà làm này nó có được ngon những nhà ăn được ngon những như mọi người. Thế mọi người. Tôi phải để bên ăn. Dạ. Thêm luôn à? Không, cô không thêm. Cái này bên ăn đấy. Cuộc lại. Không thể bỏ trong cái này được. Cái bên này là khác. Bên này mình mũi thôi là làm chỉ nó khác qua. Tại vì khác qua sao mà. Lấy cái hộp mình ra đấy. Lấy cái hộp kim chi trong tủ mình đang tắt được đấy. Lấy cái hộp kim chi của mình trong tủ ra. Cái này này. Cái này phải là đô này. Lấy cái hộp kim chi trong tủ ra đây mẹ có. Ngân tắt mẹ ngân vào đồ của đây. Ở tồn cái điên mà bỏ mình ăn không?